Dạ, yeah, hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa các lá da à, sưu tầm Để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà à, Đầu tiên trong cái video hôm nay á, em có một cái chậu à, 351 Biên Hòa Cái chậu 351 của Yên Hòa hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình chậu khá là đẹp luôn Chậu em chia sẻ là chậu hiện tại đang ba thân ba thân và lên hai măng như thế này đang ba thân và lên hai măng như thế này em chia sẻ nguyên một chậu này với giá là 1.500k em bao ship cho cái cậu chậu 351 Biên Hòa à, 351 Biên Hòa là một trong những cái cây cũng khá là vip trong cái dòng 351 à, bông cây 351 Biên Hòa này nó rất là to bông của nó nó đạt 16 cm nó đạt 16 cm bông to thân lá cũng to đó thân lá của nó cả nhà mình trồng đạt á là nó như cái ngón tay vậy nè cả nhà nó to như cái ngón tay vậy thân lá nó cũng rất là to hầu như cái dòng 351 này á cái dòng 351 thì em thấy á thân lá của các cây đều là dòng thân lá to cao đó cái dòng 351 nó như vậy à, cây này em chia sẻ là 1.500k cho cái chậu này nha chậu này em chia sẻ là chậu ba thân ba thân đang lên hai măng đang lên hai măng cây 351 biên hòa 351 biên hòa một trong những cái cây rất là đẹp nha cả nhà cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái dòng 351 nè thì mình liên hệ với em cây hiện tại là em đã thuần thuần chậu bỏ thông cho cả nhà mình rồi đó cái chậu này đang lên rất là đẹp cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em số điện thoại của em là 0386 232 357 cô chú anh chị mình có thể là liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc có thể là nhắn tin qua Facebook Zalo của em nha cả nhà rồi à, tiếp theo ở đây em có một cái thân cây 158 Phan Thiết nè 158 Phan Thiết là một trong những cái cây cũng rất là đẹp cây 158 Phan Thiết này á em chia sẻ là một thân đầu nguyên dinh một thân đầu nguyên dinh cái 158 Phan Thiết này á một thân đầu dinh này á, thì em chia sẻ với giá là 1.600k em bao ship 1.600 em bao ship cây này hiện tại là em trồng à, à, trong cái chậu nhỏ trong cái chậu nhỏ và em trồng bằng bột dừa thì về cô chú anh chị mình có thể là à, gỡ ra mình à, sang lại qua chậu à, à, khác cho nó ok ha cả nhà mình ha đó 1.600 k cho cái thân đầu nguyên dinh em bao ship đó à, tại vì đa số em thấy em trồng xong á thì về cô chú anh chị mình cũng gỡ ra mình cô chú anh chị mình trồng lại theo cái ý thích của mình cho nên thì em cứ trồng theo ở vườn em thôi còn về cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình có thể là à, trồng lại tùy theo ý thích của mình mình trồng bằng cái chất trồng gì hoặc là trồng bằng cái loại chậu gì đó cứ theo ý thích của mình là mình trồng thôi cả nhà đó. rồi thân này là 158 phan thiết nha 158 phan thiết cũng là một cái cây rất là vip trong cái dòng 158 hoa to tròn và hoa cực kỳ đẹp luôn 1.600k cho cái thân đầu nguyên dinh Cô chú anh chị nào mà sưu tập thì mình liên hệ với em 158 Phan Thiết Một cái cây phải nói là nó rất là đẹp Rất là đẹp trong cái dòng 158 Hoa cực kỳ đẹp luôn Đó nó mới nở ra nó có nó cái cánh của nó nó nổi lên nhá những cái đường gân những cái đường gân nó như là kiểu cái hạt lộ vẽ cả nhà nó rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn đó. rồi, à, tiếp theo ở đây nè, hôm nay em có một cái 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 hướng um, 074 Super. Hướng này phải nói là quá là đẹp luôn cả nhà, quá là đẹp luôn. Nhưng mà cái hướng này á thì giá nó sẽ cao nha cả nhà, khá là cao. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ theo số điện thoại giúp em. Tại vì cái hướng này hiện tại á là nó đã sắp thành ba thân rồi. Đây, cái măng nó đã lên khá là cao rồi, cái măng nó lên khá là cao rồi. Nó sắp thành ba thân rồi và thân này là hướng này là hướng nguyên zin nguyên zin chưa khai thác một mắt ngủ nào hết và đây là một cái hướng 074 hướng đầu thân rất là lớn đây một gan tay của em thì nó mới là cái phần thân thôi nó còn cả nguyên cái phần lá như thế này nói chung là cái móc cái móc nó cao bằng cái móc luôn thì cả nhà mình biết rồi đây là một cái hướng lớn của cái cây 074 Super 074 Super là một trong những cái cây đẳng cấp nhất trong cái dòng 074 đó. Khuôn hoa đẹp, hoa to, màu đẹp, màu thì cực kỳ đẹp rồi. Nó là một cái cây hoa màu cam, hoa màu cam. Hoa rất là đẹp luôn và rất là đáng để cô chú anh chị mình sưu tầm. À, chậu thì hiện tại đã thuần vỏ thông cho cô chú anh chị mình rồi Nhưng mà cái giá nó hơi cao nha Cô chú anh chị nào mà sưu tầm Thì mình liên hệ và theo số điện thoại là 0386 232 357 Em sẽ báo giá cho cả nhà mình tham khảo Nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy ok Thì mình có thể là sưu tầm về chơi ha à, à, <laughs> Rồi tiếp theo ở đây em có một cái chậu à, Buburata Vacania Một cái dòng cát rừng nguyên thủy cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Cây này á, hiện tại là cũng đang rất là nhiều cô chú anh chị mình săn đón. Nó là một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ, trắng lưỡi đỏ. À, Buburata va Cania, đó là một trong những cái cây đẹp nhất trong cái dòng Buburata. Nó là một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ rất là đẹp cái chậu hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình á là chậu hai thân nè bốn thân kèm một cái măng đang lên đó chậu bốn thân kèm măng đang lên đang lên thì cái chậu buburata cania này ấy, em chia sẻ với giá là 1 500 k em bao ship 1 500 k em bao ship cho cái chậu này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em 1 500 k chậu đang 4 thân kèm một măng buburata và cania một trong những cái cây rất là đẹp nha màu trắng lưỡi đỏ trắng lưỡi đỏ nha cả nhà đó. À, nó là một cái dòng cát rừng dòng cát rừng nguyên thủy á, thì nó là dòng à, dòng dòng ra hoa trùm hoa trùm à, hoa có thể là ra đồng loạt cùng một lúc đó nhưng mà nó lại là dòng hoa mùa đó thì cô chú anh chị nào mà đã chơi những cái dòng cát rừng á thì mình cũng biết rồi những cái dòng cát cát nguyên thủy á, thì mình cũng biết đó những cái dòng cát nguyên thủy á, nếu mà cô chú anh chị mình trồng tốt á, nó ra hoa thì mình cực kỳ mê luôn cả nhà, phải nói là cực kỳ mê luôn, nó có cái sức hút rất là lạ kỳ, càng nhìn mình càng mê, riêng về cái những cái 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 dòng rừng á cả nhà, dòng nguyên thủy á, đó, đó, cả nhà càng nhìn càng mê, đó, nó có cái sức hút rất là đặc biệt, nó không có như cái 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 cái, cái những cái dòng cát lớn đâu À, cái dòng cát mà nguyên thủy á cả nhà mình á, nhìn càng lâu mình lại càng mê đó nó có rất là nhiều cái dạng mặt bông đó nó rất là lạ và đập và những cái dòng cát nguyên thủy này á, thì nó lại cực kỳ thơm nó cực kỳ thơm cả nhà rất là thơm đó rồi à, cuối cùng trong cái video hôm nay á, thì em có một cái chậu B5 đỏ cam vip đây B5 à, đỏ cam vip chậu em chia sẻ là chậu ba thân ba thân à, nói chung là sắp bốn thân rồi đó đây là thân này chuẩn bị mở lá đó nè thì gọi là sắp bốn thân rồi đó nhưng mà có một thân thứ hai đây tính từ dưới lên là thân này là thân thứ hai thì đã khai thác rồi nè đó thân thứ hai đã khai thác thân cuối này là zin nha cả nhà nói chung là thân này zin nè thân này zin nè và cái măng này đó, cái này là thêm một thân nữa rồi đó bốn thân và nói chung là gọi là bốn thân bốn thân duy nhất có một thân ở giữa đây là có một nhát cắt đây là cái hướng bông tách ra để nhân giống nha cả nhà đó thì cái chậu B 5 này á, nguyên chậu này em chia sẻ với giá là 2.500k em bao ship 2.500k em bao ship cho cái chậu này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em chậu này hiện tại á, em trồng bằng cái bột dừa nếu mà cô chú anh chị mình muốn em, em 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 thay lại à, cho cả nhà mình đó, thì cả nhà mình cứ báo em em tại vì cái cái chất trồng này cực kỳ dễ thay cô chú anh chị mình đó à, nếu mà mình mới tách trồng á mình có thể trồng theo cái kiểu này à, mình trồng à, lúc mà nó là một thân hoặc hai thân á mình có thể trồng bằng cái bột dừa tròn chấu như thế này nó lên khoảng độ là tầm 4 tới 5 thân thì mình sẽ thay lại bằng vỏ thông thì nói chung á cái bột dừa và cái chấu này nè ban đầu á cây nó phát cực kỳ khỏe cực kỳ khỏe cái bộ rễ nó phát sẽ rất là nhanh rất là nhanh nhưng mà cái bột dừa với cái chấu này nè thì á cái 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 chất trồng mình sẽ phải thay nó cũng là nhanh hơn đó nó nó nhưng mà á, cả nhà có thể năm đầu tiên năm đầu tiên mình trồng bằng cái này đó khi mà cây nó lên khoảng độ là đây nó lên khoảng độ như thế này tầm 4 năm thân này thì mình có thể là mình thay lại bằng vỏ thông thì khá là ok khi mình thay vỏ thông á là một cái cái mình rất là đơn giản không không cần phải gỡ ra đâu nha cả nhà mình thay chậu á mình không cần phải nhổ lên không cần phải làm như những cái 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 loại chất trồng khác mà cái này á mình dùng cái vòi nước á cả nhà dùng cái vòi nước xịt trực tiếp vô đây thì nó sẽ tự trôi ra nó trôi theo cái dòng nước đó nó trôi hết đi thì cả nhà có thể là thả vỏ thông hoặc là mình nếu mình trồng bằng than thì thả than vô thôi. Đó. Thay chậu lại cực kỳ đơn giản và nó không ảnh hưởng gì bộ rễ hết. Đó. Khi mình mình xịt xịt hết cái 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 chất trồng này ra này. Đó, thì mình có thể nhìn được cái rễ nào nó còn nguyên vẹn, cái rễ nào nó bị hư tổn thì mình có thể là cắt bỏ cái rễ đó luôn và mình thay lại bằng chất trồng mới thôi. Cực kỳ dễ và cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà trồng bằng cái chất trồng ẩm ướt này nè thì cô chú anh chị mà mình á phải kiểm soát tốt cái lượng nước mình tưới. Mình tưới đó thì mới tránh được à, tình trạng là à, cây nó sẽ phát triển tốt hơn và nó ít bị bệnh bị ấy hơn, bị úng hơn đó. Rồi thì cái 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 này á cô chú anh chị nào mà muốn thay lại á, thì em 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 có thể là thay giúp mình bằng chất trồng mới bằng vỏ thông em sẽ xịt rồi em bỏ vỏ thông vô rồi em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình đó thì về mình cứ để vậy thôi mình cứ treo lên và mình cứ chăm tưới bình thường thôi cả nhà đó 2.500k cho cái chậu B1 à, B5 đỏ cam đỏ cam đỏ cam vip cây này là cái B5 vip hoa màu đỏ cam hoa rất là đẹp luôn 2.500k cho cái chậu đó Cô chú anh chị nào mà sưu tập Thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232357 Đó là số điện thoại của em Cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook Hoặc gọi theo số điện thoại trực tiếp đó Cho em nha cả nhà Rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác Em sẽ chia sẻ thêm nhiều nhiều